Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc hoa tay như thế này. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng là sợi cotton tông á, nên cái phần hoa tay của mình cực kỳ nhẹ nhưng các bạn nhé, nhìn cực kỳ dễ thương luôn như thế này. Đầu tiên nguyên liệu chúng ta sẽ có ở đây, mình sẽ sử dụng loại hai hạt như thế này, một hạt to và một hạt nhỏ. Các bạn lưu ý nên chọn những hạt mà có lỗ to như thế này để chúng ta khi móc chúng ta nó sẽ dễ dàng móc hơn. Còn kim thì ở đây mình sẽ sử dụng là kim 0,6 mm, các bạn cũng có thể sử dụng khoảng kim 1 mm nhé các bạn nhé. Và chúng ta sẽ sử dụng là một đuôi cái phần hoa tay như thế này, các bạn cũng có thể sử dụng những loại đuôi hoa tay cũ, chúng ta sẽ không sử dụng nữa, để móc cái phần hoa tay như thế này. Còn sợi ở đây mình sẽ sử dụng là sợi cô tông dạng 1 mm nhỏ như thế này. Đây, như thế này. Chúng ta sẽ sử dụng hai màu, mình sẽ sử dụng màu xanh dương đậm và màu xanh da trời. Các bạn cũng có thể sử dụng màu khác tùy ý nhé. Đầu tiên mình sẽ sử dụng hạt lớn như thế này. Các bạn sẽ gầy lên cho mình một mũi. Các bạn lưu ý nha, các bạn sẽ kéo bằng sợi nên nó sẽ hơi dài chút xíu. Nó dài hơn cái phần hạt của mình khoảng một chút nha các bạn, điểm tay sẽ dễ xỏ hơn như thế này. Đó, các bạn sẽ gây lên dài như thế này, rồi sau đó thì các bạn sẽ xỏ ngang ngang qua cái hàng hạt của mình như thế này. Các bạn lưu ý nha, chúng ta sẽ xỏ vừa đủ chứ không có phần kéo quá hết nha các bạn nhé, chừa đủ cho mình một chân bính thôi như thế này. Đó, sau đó các bạn sẽ lên cho mình một bính này, các bạn sẽ móc cho mình là 7 mũi đơn, 1 này, 2, 2, 3. Mũi nhỏ nó hơi khó móc chút xíu, các bạn thông cảm nha. 3 nè. Các bạn sẽ hơi kẹp cái sợi này để móc chung luôn. 4 này. 5. 2, 4, 5, 6, 7. Đây mình sẽ móc xong là 7 mũi đơn như thế này. Sau đó mình sẽ xoay ngược lại cái phần hàng của mình. Các bạn sẽ lên cho mình một bánh này. Sau đó các bạn sẽ móc ở chân đầu tiên là một mũi đơn này. Sau đó các bạn sẽ lên cho mình là 3 bánh. 1, 2, 3. Móc một mũi đơn ngay cái vị trí lúc ban đầu. Sau đó móc tiếp một mũi đơn bình thường. Rồi tiếp tục các bạn sẽ móc là 2 mũi đơn chung một chân lên 3 bánh. 1, 2, 3, rồi móc tiếp một mũi đơn chung một chân lúc ban đầu nữa. Sau đó các bạn sẽ móc một mũi đơn này. Rồi một mũi đơn. Rồi các bạn sẽ lên tiếp 3 bính, 1, 2. Hai. Ba. Và móc ngay vị trí luôn. Rồi ở mũi chân cuối cùng thì chúng ta sẽ móc một mũi đơn nha các bạn nhé.
Đấy, như vậy thì mình đã hàng xong nó hàng thứ hai như thế này. Đó. Bắt đầu chúng ta sẽ móc lên cái phần cao hơn. Rồi, bạn sẽ lên cho mình là 4 bính. Đây. 1 2 3 4. Bạn móc mũi đơn ngay cái vị trí 3 mũi bính này. Sau đó các bạn móc tiếp hai mũi bính nữa. Sau đó móc mũi kép ngay vị trí mũi đơn ở phía giữa, phía chân dưới như thế này. Tiếp tục hai mũi đơn này, móc ngay vị trí đây. Rồi bạn vẫn tiếp tục là hai mũi bính này. Móc một mũi kép ngay vị trí ở phía dưới như thế này. Này. Hai mũi bính này. Trí bên đây. Rồi hai mũi bính. Lưu ý để cái phần vòng tay, cái hoa tay mình tròn hơn thì cái chân vị trí cuối này các bạn sẽ móc cho mình là mũi nửa kép nha các bạn nha. Đây. Để cái phần hoa tay mình nó tròn hơn, nó đừng có bị vuông quá. Sau đó các bạn sẽ xoay ngược lại. Móc tiếp hàng kế tiếp. Hàng kế tiếp cái đây thì chúng ta sẽ bắt đầu bo cái phần cho cái phần hoa tay mình nó tròn hơn. Các bạn sẽ móc ngay vị trí ngay cho phần khoảng trống mình chừa này. Là hai mũi đơn này. Các bạn móc mũi đơn luôn chứ không cần lên bính nha. Hai mũi đơn. Sau đó bỏ qua lên 3 bính. Sau đó là móc 2 mũi đơn. Đó các bạn cứ móc lặp đi lặp lại như vậy cho đến hết hàng nha. Thế nào? Khi các bạn móc hoàn thành xong như thế này, sau đó các bạn sẽ nói kết thúc vào 1 buổi giờ, các bạn sẽ chừa một khoảng để chúng ta sẽ giấu cái phần len đi cho nó tiện, tại đây chúng ta hoa tay nhỏ. Nên các bạn cần cái phần kim khâu để các bạn khâu cho nó tiện các bạn nha. Đây các bạn sẽ giấu cái phần sợi nhỏ này nó đi để các bạn cắt. Như vậy chúng ta sẽ không thấy cái phần mối nào. Ý, sợi như thế này. Đó. Các bạn sẽ xác định ở đây là mặt sau này. Các bạn để ý này. Còn đây là mặt trước. Để chúng ta sẽ canh để chúng ta làm cái phần mặt trước nó đẹp hơn các bạn nha. Tiếp tục chúng ta sẽ sử dụng là sợi màu xanh da trời. Sợi này để chúng ta sẽ làm cái phần móc ở phía trên. Các bạn vẫn sẽ gài lên cho mình một mũi. Phần trên thì các bạn sẽ móc đơn giản hơn. Đầu tiên thì các bạn sẽ xỏ ngay vị trí ở phía dưới sợi như thế này. Để mình kéo hơi dài để các bạn sẽ dễ kéo hơn. Rồi. Các bạn sẽ xác định ở phía mặt trước này. 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 Sau đó các bạn sẽ lên cho mình là 7 bính các bạn nha. 3 nè. 4, 5, 6, 7. Các bạn chỉ cần bằng các bạn lên vị trí nó sẽ bằng với cái phần hạt của mình như thế này là được. Nếu các bạn hạt các bạn to hơn hay là nhỏ hơn thì các bạn sẽ tăng gia giảm hay tùy cái phần bính nha. Tại cái phần bính, bao nhiêu bính nó không quan trọng. Chỉ cần nó vừa đủ với cái phần hạt của mình là được. Đó. Sau đó chúng ta sẽ kéo hai đầu lại cho nó dính lại với nhau như thế này. Sau đó các bạn sẽ xoay ngược lại. Các bạn sẽ móc cho mình ngay vị trí này. Lập hai mũi.
ba mũi đơn như thế này. Đó. Sau đó tiếp tục các bạn sẽ móc là ba mũi đơn nữa, là chúng ta sẽ móc hàng quy về số chẵn nha các bạn nha. Sau đó tiếp tục các bạn sẽ móc cho mình, ta sẽ gia giảm hai đầu để cho nó nhìn nó nhỏ hơn. Các bạn móc tiếp này. Cái phần chân cuối này các bạn sẽ móc cái hạt nó nhỏ hơn như thế này. Sau đó các bạn sẽ móc là hai mũi đơn. Sau đó các bạn sẽ lên cho mình là hai bính. 1 2 như thế này, sau đó móc tiếp hai mũi đơn. Ở mũi cuối cùng thì các bạn sẽ móc giống như dạng mũi dời nha các bạn. Để cái phần đây nhìn nó sẽ tròn hơn, nó không có bị vuông quá. Rồi tiếp tục. Như vậy thì mình đã hoàn thành xong cái phần hai như thế này. Sau đó các bạn sẽ khắc gút nó lại, cắt một khoảng để chúng ta khâu cái phần đuôi hoa tai vào vô nha. Đây sẽ bằng xỏ kim như thế này. Các bạn sẽ xỏ ngay cái vị trí lòn cái phần sợi này đi, ngay cái vị trí ở phía giữa của cái phần sợi như thế này, để chúng ta sẽ khâu cái phần hạt vô. Đó, các bạn sẽ đâm ngay cái vị trí mà chúng ta lên bánh lúc nãy á. Rồi chúng ta sẽ xỏ cái phần hạt màu xanh vô. Các bạn lưu ý các bạn lựa chọn hạt nó cho nó đồng với cái phần sợi của mình cho nó đẹp nha các bạn nhé, như thế này. Đợi mình xí. Đây chúng ta sẽ xỏ phần hạt phần này, sau đó chúng ta sẽ xỏ cái phần đuôi. Các bạn lưu ý các bạn nhớ đo chiều cho nó cái nào mặt trái mặt phải để nó dễ nha các bạn nhé. Như thế này. Thì phần phía sau đuôi như thế này các bạn sẽ đo như thế này. Từ đó các bạn sẽ xỏ vô cái phần hạt lúc ban đầu. Chúng ta sẽ đâm một kim như thế này. Các bạn sẽ siết chặt nó lại. Như thế này. Sau đó các bạn sẽ giấu phần mối nối phía sau. Đó các bạn sẽ cắt sợi đi nha các bạn nhé. Đây hình như vậy chúng ta đã hoàn thành xong cái phần hoa tai như thế này. Đây chúng ta sẽ có hoa một cặp hoa tai như thế này. Đó. Nếu các bạn thấy hay các bạn hãy like, share và subscribe cho kênh của mình nha. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.